Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thành Đời EA, cộng đồng chuyên chia sẻ các sản AIO, các sản nepropoti, các sản AIO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những sản mình nhất là vì thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Xuất Ad Online. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút Start để tra report. Tiếp theo chúng ta nút con tin vào tài khoản captcha. Các bạn ấn join group Terra một channel như buổi đầu tiên. Mở tiếp Twitter. Follow Twitter. Like chọn Grow Tweet. Tag vào biostorm Twitter. Chúng ta test vào trong phần comment ở trên và chúng ta nút tweet. Để chúng ta có thể là có những phần test này, các bạn thì để ý dưới những cái bài đăng này có những phần bình luận, các bạn có thể lấy những username người khác để chúng ta tạo thành một list tương tự như mình. Chúng ta ấn vào nút check. Điền username của kênh Telegram. Điền profile link của kênh Twitter, chúng ta copy phần profile link. Địa chỉ ví BSC các bạn dùng ví ETH ở trên chart wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó các bạn quay trở lại con page vào và chúng ta chọn ETH. Chúng ta đăng ký. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án airdrop để chúng ta nhận token Goose AS online. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.